Do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao nên từ nay đến ngày 22 tháng 1, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 30 đến 60mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh miền Bắc hôm nay dao động từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Cao nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Tại khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 22 tháng 1 có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, cao nhất từ 18 đến 20 độ. Từ ngày 23 tháng 1, thời tiết tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ tốt dần lên. Trời khô ráo vào ban ngày, sáng sớm có nhiều mây và sương mù. Trước Tết sẽ có hai đợt không khí lạnh. Đầu tiên là đợt gió mùa đông bắc trong ngày 26 âm lịch, tức ngày 28 tháng 1. Sau đó không khí lạnh sẽ được tăng cường bổ sung vào ngày 29 âm lịch, tức ngày 31 tháng 1. Trong các ngày nghỉ Tết, giai đoạn đầu khả năng sẽ có không khí lạnh tăng cường, nên trời sẽ mưa kèm rét đậm. Từ ngày 30 đến mùng 3 Tết sẽ rét. Nhiệt độ vùng đồng bằng từ 13 đến 18 độ, vùng núi từ 8 đến 16 độ. Sau đó những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, nhiệt độ sẽ tăng dần. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 14 đến 18 độ, cao nhất phía bắc từ 19 đến 22 độ, phía nam từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía nam cấp 3 cấp 4, phía bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 19 đến 22 độ, phía nam từ 20 đến 23 độ. Cao nhất phía bắc từ 25 đến 28 độ, phía nam từ 29 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Cao nhất từ 25 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ.